Tỉnh Nghệ An có hơn 1.061 hồ đập. Đến thời điểm hiện nay thì có 709 hồ có dung tích trên 50% dung tích thiết kế. Các hồ chứa còn lại là dưới 50% dung tích thiết kế. Tình trạng nắng nóng kéo dài khiến cho địa phương này đang đứng trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra sớm và trên diện rộng. Dung tích hiện tại của hồ thủy điện Bản Vẽ là 587,44 triệu mét khối, đạt dưới 32% so với dung tích thiết kế. Lưu lượng nước về hồ là 25 mét khối trên giây. Theo tính toán của cơ quan chức năng, thì với tình hình này, chỉ khoảng từ 10 đến 15 ngày nữa là hồ thủy điện Bản Vẽ sẽ về mực nước chết. Tình trạng thiếu nước do nắng hạn cũng khiến cho hàng trăm hồ đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An cạn nước. Theo Chi cục Thủy lợi Nghệ An, với thực trạng nguồn nước hiện tại, việc cấp nước cho dân sinh và sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2023 sẽ gặp khó khăn, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn có thể xảy ra sớm và trên diện rộng. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, 31 tháng 5, nền nhiệt tại nhiều địa phương sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng gay gắt diễn ra trong nhiều giờ. Điều này khiến chỉ số cực đại của tia cực tím là tia UV cũng tăng nhanh. Điển hình là tại khu vực như là Huế là 7,6, Đà Nẵng là 7,7, Hội An 7,7, Nha Trang là 7,9 từ 10 giờ sáng ngày hôm nay. Chỉ số UV đã lên mức nguy cơ gây hại rất cao cho con người. Còn tại Hà Nội thì vào thời điểm 12 giờ trưa nay, chỉ số UV cũng đạt cực đại, lên tới mức là 9,2, tức là mức cảnh báo đỏ về nguy cơ gây hại đối với sức khỏe.